lữ dùng bảy chưa có lữ hả? Đâu còn mượn ở bên sông đám cưới thì nhiều bạn hát ok dữ. Cô tôm bạn, cô tôm lưỡi cô tôm nó khác lưỡi câu cá bạn thấy không? Nó xíu à. Còn con này là con trùng biển nè. Trùng biển nè. Nằm rồi được cái ông được là có được ha. Rồi. Nắng lắm các bạn. Nắng quá lắm. Trong biển nó ghê không? Nó có gươi 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 như sao biển. Chưa. Cái gì? Dạ. Còn trễ lắm, ăn 1-2 giờ không à. Chín tôm gì các bạn thấy nó lên nè. Lên. Nguyên con đùng đùng. Ồ, thấy thấy nó giật rồi đó. Ôi, nguyên tôm luôn. À. Ôi. Quay ơi, đã chưa? Bây giờ nó ăn mấy giờ? Bỏ nó xong giúp tao bắt thôi. Đây bạn ơi, phút nó chuẩn bị mượn câu của ông chú đó nó câu nè. Thằng quỷ chùa này nè, qua chạy xe của mình đứt chi ra luôn. Thưa. Giờ ông chạy đứt dây. Mình chạy con vòng một nó thưa nữa. Dính nữa các bạn ơi. Kìa các bạn thấy câu có liệt chưa? Câu tôm với những câu cá các bạn. Mình dở lên đầu nó có cảm giác mà tôm nó búng dưới sông. Thôi. Ôi. Dính cá. Sâu lắm nghe bạn, xem này sông lớn. Ôi, tôm trứng luôn nè. Tôm trứng luôn nè. Quá đã luôn bà. Nè quay. Kẹp đâu? Kẹp
chối mày lại luôn, lấy về cục. Trời ơi, thằng trời. Thôi tả luôn đi. Đời ta đi thả chạy, đáng chạy. Ê nó trống kìa, đường cho vòng chú làm sao kìa. Cái nhỏ xíu cái. Nãy giờ câu lên ba mà lớn. Câu lục mình gì trời. Con. Con này to hơn con nãy nè. Nuốt trong rồi. Lấy nuốt tốt trong luôn. Nó ăn hỗn lắm, nuốt lử không à. Có chịu lắm. Nuốt nuốt luôn. Cái quái thật. Gương mặt của kẻ thất bại này bạn. Đâu dính con tôm. Bây giờ dính con còn một con chút chéo thôi. Không được bự nữa. Chưa vừa nói luôn hay chưa? Cái sơn quá hay. Má mày. Tao đang câu mày đó. Đang hổn quá ha. Sáng nay rồi. Nhỏ. Tờ Malacca. Nhỏ. Chối thế. Cá sơn hả? Ê, cá sơn nữa. Ôi trời. Phải cá sơn. Một chút dính cá sơn chúa nè. Nãy dính cá sơn đó. Ơi, tôm. Ừ, quá cá nằm chết. Tôm là con lọc rồi. Dính theo mực. Tôm cũng theo mực luôn. Sao mắt nó đỏ quá.
dính lục bình đó. Bây giờ câu con ba lớn quá trời. Giờ con bóng được bự rồi. Con nào như con lấy rồi. Gì đổi tay mà nó. Kè bà đào. Đào đào kiến kiến. Nhỏ mà. Wow, tôm gì mà nhỏ hả? Không ăn tôm gì mà nhỏ nữa các bạn. Rồi. Thấy luôn nè. Bây giờ sao bắt nó đây? Nó kẹp đây. Cá lăng hả? Cá lăng hay vậy? Chốt. Ủa cá chốt. Dính cái mang chứ. Ảnh thằng dính tôm nữa kìa bạn. Mất gốc. Mất gốc dính tôm. Mất tôm chết đi đủ. Dữ rồi, gốc dính tôm. Dính rồi bà. Đây này già lắm bà. Nước sâu. Nước nó trôi nè. Chơi ngoài đó. Ôi, gì mà nhỏ hả? Anh thằng gì mà nhỏ. Thôi đồ buông, dùng quái không hên ghê. Dính con to to. Ui, nó kẹp kìa. Kẹp đau như quái, kẹp như cua. Sảy hơn con mà. Ủa? Thằng hôm nay tôm con gì trời. Mạnh kỳ tôm con gì? Con gì tôm con các bạn? To đùng mà. Thấy đâu phải thấy vui quá học này. Ồ, bên kia mới xảy bên này dính nữa các bạn. Còn gì đó quật câu đó. Ồ, bữa con. Bữa con vút được rồi. Lớn rồi con vút. Vút nó câu có chút béo béo trời. Ai biết khả năng con nhỏ năng biết chứ. Còn chưa các bạn. Còn ngồi nãy giờ không dính con. Bạn thấy nó bưng dây chưa? Con dính hai con. Quá đã luôn các bạn ơi. Còn nữa. Bạn thủ người ba cây. Cần này may mắn gì các bạn, nãy giờ dính hoài luôn nè. Ồ, dính con anh đây nè. Chỗ gì tại nó. Ủa?
Ồ. Trong lục bình nó mát ở gì? Bự không? Nè, nó là gì đó. Lúc nào cũng bự mày chứ Phúc. Con nhỏ nhất đời. Chuẩn bị đi dính thành con. Cần này mua đâu dính nữa nè các bạn. Cái dầu không có tiền mua á. Các bạn dính nữa các bạn. Ra quay hồ hồ. Bé không? Đó. Con mình kêu không kìa. Đó. Con tôm đâu? Tao nè, dính lục bình đây nè. Đồ bạn kêu sửa lục bình. Làm nó quay vậy nè. Mấy tôm đâu? Kêu con đâu hả? Kéo đi, kéo đi. Coi dính lục bình đây nè. Dính cá không nhỏ cá. Dính luôn rồi kìa. Dính cá sơn kìa. Cá sơn hả? Ờ. À. Nè. Dạ ơi trời ghê, nó dính tôm kìa bạn. Tôm bệnh kia luôn. Bà nội cha mày nắng chi trời. Dính cá sơn ơi trời. Thấy chưa? Tôi câu dính tôm, ông câu dính cá sơn. Tôm á. Tôm cái sơn quý. Tôm á, tôm á. Cái góc này. Đó, nó một chỗ kìa. À, ông nói tôi, ông con đi chưa. Ông nói tôi, ông con tôm bự quá. Chối cái tay mày lại nè. Chối cái tay lại để nó. Chưa. Cái đau á. Không chịu chối cái tay lại. Tâm xuống đi. Ôi. Quay không mày? Đồ đụng luôn nè. Rồi tao bỏ vô. Con mẹ trứng nó cha lẹ. Quá đã luôn. Ok các bạn, câu chưa giờ nữa các bạn. Đợi Dược Lễ mình lên quay cho các bạn xem. À, coi dừng quay đây nè các bạn, lấy này ra, lấy này ra đây, giấy này xuống rồi cá lợn nha các bạn. Về chiên bột nha, bột ngọt đó. Chiên bột ngọt quá đã luôn. Bữa nào cũng được gì hay dừng quay, bữa nào cũng được gì hay gì hay là có bữa nhiều hơn. Ok mấy bạn, thì ông Bi với ông Phúc mới vừa chiên cho mình ăn thì mấy ổng gặp ít quá, mấy ổng không có ăn, mấy ổng nhường cho mình ăn. Thì bây giờ mình sẽ ăn, mình review lại cho mấy bạn nha. Đây, nó giòn lắm luôn á. Mình đang ở trên gác ở trên nhà của mình á, tại vì mùa cắt lúa nó hơi ồn nên lên đây đó, cho nó bợt đất, cho nó bớt ồn á mấy bạn. Nó giòn. Trắng như nó giòn mấy bạn. Ăn không cái luôn nha. Trắng như nó giòn. Rồi sẽ ăn đầu của con tôm cho các bạn coi nha. Thường thường á, có một vài người á thì người ta sẽ bỏ đầu của con tôm tại người ta không biết ăn á. Nhưng mà đầu của con tôm là hình như là mình nghe nói là bổ nhất trong con tôm phải không ta? Là hình như là vậy á. Nó béo. Hồi đó mình cũng không biết ăn đầu tôm đó mọi người, ông Bi chỉ mình ăn á.
nghe nói là cái phần này của con tôm nó béo lắm. Mọi người thấy không? Đó, mời mọi người ăn nha. Tại vì mấy ổng ghê bạn, đi câu về thấy ít quá nhường cho mình ăn. Ngon lắm luôn á. Đây à. Đây này. Em nhìn lắm bạn. Đấy, chấm nhiều tương ớt rồi ăn nó mới đã. Bự lắm. Ông Bi đi câu về có con tôm này nè. Nó bự nhất luôn các bạn. Tôm tao thấy bự ghê luôn á. Nhìn cái càng của nó quá trời là bự. Tôm thì giòn, chấm theo tương ớt cái vị cay cay nó ăn xuất sắc. Ôi nhìn này mấy bạn, béo lắm luôn á. Trong cái phần này đầu của con tôm là cái này nó béo lắm nè. Béo thật sự. Hồi đó tôi đâu thích ăn hải sản luôn các bạn. Tự nhiên từ cái thay đổi tính đó, thấy người ta ăn ngon cái đổi thích ăn ngang vậy đó. Giờ gặp hải sản là khoái lắm. Ui ngon thế. Đấy. Mọi người có thắc mắc tại sao mỏ mình ăn nó hay chua không? Tại vì phải nói sao ta, lúc mà hồi đó thì mình không có, mà lúc mà mình mang bầu á là nó đổi tính, là tự nhiên mình ăn cái miếng mỏ mình nó chua á. Người nhà mình ai cũng nói vậy các bạn, ngay từ lúc mình có bầu cái mỏ mình ăn nó chua khủng khiếp.
Ok mấy bạn, thì video của mình tạm thời xuống tại đây nha. Nếu mấy bạn thấy hay thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký. Tạm biệt mấy bạn.